In primeval times, Ao Lạc Vietnam was protected by a dragon king, Lạc Long Quân, and fairy princess Âu Cơ. It is on its sacred land, the celestial affinity between the two benevolent beings has become a famous and significant legend. Watch on to find out more. Today's program will be presented in Olasis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olasis, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Bye.
Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Một mẹ trăm con do nhạc sĩ huyền thoại Phạm Duy sáng tác theo làn điệu dân ca miền cao nguyên. Nhạc phẩm được thể hiện qua phần trình bày duyên dáng của các hội viên chúng tôi từ Âu Lạc. Kính chào quý khán giả cao thượng trên khắp thế giới. Tôi tên là Nhật Quỳnh, từ Âu Lạc đầy lôi cuốn, còn được biết là Việt Nam, một quốc gia với hơn 4.000 năm văn hiến. Thuở ban sơ, dân tộc chúng tôi có tên gọi là Lạc Việt, với quốc hiệu là Văn Lang. Theo truyền thuyết, tiền nhân mở đường, khai sinh ra nhà nước Văn Lang là Lạc Long Quân và Âu Cơ, thuộc dòng dõi rồng và tiên. Họ cũng chính là người nối tiếp triều đại Hồng Bàng, triều đại đầu tiên của Âu Lạc, bắt đầu từ thời vua Kinh Dương Vương. Cái chữ Âu Lạc có hai nghĩa là nha, có hàm ý hai cái là Âu Lạc, Âu Ca Lạc Nghiệp, tức là thịnh vượng, giàu có, sung sướng, hạnh phúc, vậy nha, là Âu Ca Lạc Nghiệp. Còn Âu Lạc tức là bà Âu Cơ và Lạc Long Quân, là tổ tiên của mình. Thành ra chữ Âu Lạc tốt lắm, rất là may mắn á. Chữ đó đem may mắn cho đất nước, ok. Âu Lạc tên nó cái gì? Lý tưởng ha, lại nhắc nhở cho con rồng cháu tiên cái origin của mình đó hả? Nguồn gốc của mình là con rồng cháu tiên, đâu phải người thường đâu. Rồng tiên là ghê lắm á, hả? Nó chỗ nào cũng bay tán loạn đầy cả thế giới á. Tại bay quen rồi, hả? Không ai nắm được đâu, nắm là tuột lên bay à. Rồng tiên mà đâu có nắm được, phải không? Mà cũng oai hùng vậy lắm á. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức phần 1 của vở kịch Lý Thú, truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, kể về nguồn gốc oai hùng và cao quý của người dân Âu Lạc. Thuở xưa, tại Vương quốc Xích Quỷ, sau này đổi tên thành Văn Lang, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Cha chàng là thần núi Kinh Dương Vương, vua của Vương quốc Xích Quỷ. Mẹ chàng tên là Long Nữ, con gái của Long Vương. Thuộc dòng dõi rồng, vì vậy Lạc Long Quân vô cùng dũng mãnh và có năng lực thần thông phi phàm. Chàng thích sống ở dưới nước, nhưng thỉnh thoảng chàng lên trên cạn để du ngoạn khắp nơi. Thời đó, vùng đất này còn hoang vu, yêu quái lộng hành, không nơi đâu được yên ổn. Nhưng Lạc Long Quân với lòng dũng cảm thiên bẩm cùng đức tính nhân hậu đã dẹp tan yêu quái hoành hành, ức hiếp dân lành. Hãy mau mau về nhà, kẻo gia đình lo lắng.
Thôi, ngươi hãy hiện nguyên hình đi. Dù Lạc Long Quân đã đem lại một đời sống an bình cho dân chúng, nhưng thấy người dân vẫn phải sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn, chàng bèn dạy cho dân biết cách tự trồng lúa nếp, thổi cơm bằng ống tre. Chàng còn giúp dân xây dựng nhà sàn để ngăn thú dữ quấy nhiễu. Không những vậy, Lạc Long Quân còn dạy dân chúng về đạo nghĩa gia đình, phu thê nghĩa trọng, một lòng sắt son chung thủy. Các ngươi phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ già cả phải ráng phụng dưỡng. Vợ chồng thì phải thủy chung, chia sẻ gánh nặng và nâng đỡ nhau những lúc khó khăn. Sau khi hoàn thành trách nhiệm với dân, Lạc Long Quân quay về cung điện nguy nga của chàng dưới thủy cung. Chàng chỉ hiện thân trợ giúp khi nào cần kiếp, nhất là lúc người dân gặp tai ương kêu chàng cầu cứu. Ta phải trở lại thủy phủ, nhưng hễ có tai biến gì thì các ngươi hãy gọi ta, ta sẽ về ngay. Lúc bấy giờ, có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, thuộc dòng dõi thần tiên, sống trên núi cao. Nàng vô cùng nhân từ và có tài năng thiên bẩm về y thuật. Âu Cơ thường đi đây đó, ân cần chăm sóc và chữa trị cho những người khốn khó, mắc bệnh nan y. Nghe đồn, xứ Văn Lang là nơi nổi tiếng với phong cảnh thanh kỳ, có dải lĩnh nam xanh chàm trùng điệp, xa rồng như rồng uốn khúc, nên nàng Âu Cơ cũng muốn du ngoạn đến nơi xinh đẹp này một lần. Chính trên mảnh đất thiên Văn Lang này, câu chuyện về thiên tình sử huyền thoại của Lạc Long Quân và Âu Cơ đã đơm hoa kết trái. Quý khán giả thân mến, cảm ơn quý vị đã hoan hỷ theo dõi chương trình hôm nay. Kính mời quý vị đón xem vào ngày mai phần kết của vở kịch Truyền thuyết con rồng cháu tiên để khám phá về mối thiên duyên giữa tổ phụ Lạc Long Quân và tổ mẫu Âu Cơ, người đã khai sinh ra đất nước Âu Lạc ngày nay. Tiếp theo là Thăng Hoa Trong Đời cùng Bruno Blum, một tâm hồn nghệ sĩ tự do, phần 1 của 2 phần. Trên truyền hình Vô Thượng Sư, cầu mong ân điển của mẹ thiên nhiên tiếp tục trưởng dưỡng muôn loài. Xin kính chào tạm biệt. Loving viewers, we hope you enjoyed today's show. Tune in tomorrow for the conclusion of The Legend of the Dragon King and Fiery Descendants to discover the heavenly affinity between Father Lạc Long Quân and Mother Âu Cơ, the primordial ancestors of Âulad country. Up next is Evolution Through Life with Bruno Blum, a free spirited artist, part 1 of 2, on Supreme Master Television. May the blessings of Mother Nature continue to nurture us all. Farewell for now. For more details, please visit suprememastertv.com/ctaw.